Tiên xin chào tất cả anh em cầu thủ đam mê cá từ Trung Quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 68 máy câu nha anh em. 68 máy câu này, 68 máy câu thập cẩm luôn. À, có máy lùa, có nồi đồng, có đá, có ben đất đều đầy đủ. Rồi, đếm cho cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán hàng lỗi một không clip lên đó thì sang lại. Rồi, cảm ơn em. Thứ nhất tham khảo. Thì máy thứ nhất em lên người là một con máy Shimano, đó, Shimano nồi kim loại nha anh em. Đó. Thì con này có xe tương đương với 3.000 nha mọi người, xe tương đương với 3.000. Một bên kêu rất là giòn luôn, hoạt động mềm mượt nè. Con này về cho anh em câu tôm nha, câu tôm đánh cảm giác thôi. Hoạt động ok, cốt nó đây đó. Thì con này một lỗi duy nhất đây, cái quạt trả ngược lại không được nè mọi người. Đó, trả ngược lại không được nha, hàng nội địa, hàng Nhật đó. Rồi giá công khai con máy số 1 giá là 200 nha mọi người, 200 máy số 1. Tiếp theo máy số 2. Máy số 2 em lên cho người là một con máy Olympic. Đó. Máy Olympic của Mamiza nha mọi người. Đó. Ngoại hình còn rất là xinh tươi luôn, đẹp đẽ. Thì con này có xe tương đương với 2.000 nha anh em. Xe 2.000 về anh em câu tôm. Câu quặt thoải mái, hoạt động ok nha anh em. Quay ngược quay tới quay lui ok. Đó. Đây, nồi đĩa nha mọi người. Rồi. Còn số 2 giá công khai vẫn là 200 nha, 200 cộng ship. Tiếp theo máy số 3. Con số 3 bên cho người là một con Elta lông cát, thì con này của Korea sản xuất nha anh em. Đó, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Hoạt động ok nha anh em. Đó. Con này vẫn là một con máy chuyên cho anh em câu tôm, máy xe nhỏ thôi. Đó, xe 2.000 thôi mọi người. Đó. Con này cước số 2 được 150m nha, đó, xe 2.000. Rồi, giá công khai máy số 3. Giá công khai vẫn là 200k cộng ship nè, 200k cộng ship con máy số 3. Tiếp theo máy số 4. Con máy số 4 lên cho người một con máy Daiwa ST. Đó, con này Daiwa ST 500. Daiwa ST 8500 đó. 850 nha anh em. Đó. Máy kim loại nồi carbon. Thì con này có sẽ tương đương là tầm khoảng 3.000 4.000. Đó, cước 5 như được 100m nha anh em, cước 4 như được 150m, có xe tương đương khoảng 3.000-4.000, hoạt động ok nha mọi người. Mô bên sóng lấy cước ok. Rồi, con máy số 4 giá vẫn là 200 nha anh em. Tiếp theo máy số 5. Con số 5 lên cho người một con máy Daiwa Garen. Thì con Garen này 2.500. Con này của Thái Lan nha mọi người. Thì con này có xe tương đương với 3.000, cước 3 được 150m. Đó, hoạt động ok nha nè. Đó, hoạt động ok. Đó. Mô bên sóng lấy cước ok, cung số. Rồi, giá công khai máy số 5, giá là 250k nha nè. 250k cộng ship, máy số 5. Theo máy số 6 nha nè. Đó. Con số 6 lên cho người một con máy Daiwa luôn nha mọi người. Ha, hàng Daiwa. Thì con này Daiwa Jupiter. Hoạt động ok nha anh em, hoạt động ok em mực. Con này xe tương đương cho tầm khoảng 2.000 thôi nha, 2.000 3.000. Nó mắc tem rồi, đó. Một viên mobile số. Hàng này hàng của China xuất Nhật. Hoạt động chân châu em mực nè, đó. Quay ngược ok. Lấy gãy ok. Đó. Rồi. Thì con này á, nó bị mắc cái lưỡi gà trong đây rồi, quay nồi không kêu anh em, nồi vẫn một bên sóng bình thường nha, quay không kêu. Rồi, giá thanh lý, giá công khai, con này 200 nha anh em, 200 cộng ship máy số 6. Theo máy số 7 nha nè, máy số 7 lên cho mọi người một con máy của Alpha Taco, một thương hiệu của Nhật. Thì hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok em mực nha, quay ngược quay tới ok. Khá là dính. Thì con này còn dây be trong đây luôn nha mọi người. Đó, bán tặng dây be theo mọi người luôn. Đó, một bình sóng. Đó. Lấy cước ok. Con đang bằng thao. Ngoại hình sạch sẽ nha nè. Ngoại hình sạch sẽ. Ừ. Thì con này dòng tour là 5.1 nha nè. 5.0 nha nè. Gato 5.0. Con này sẽ tương đương cho tầm khoảng 3.000. Cước 3 là được 150m. Ngoại hình mới sạch sẽ. Rồi. Giá công khai con máy số 7 giá là 300 nha mọi người. 300 cộng ship máy số 7. Hoạt động ok nha. Tiếp theo con máy số 8. Con máy số 8 vẫn vậy. Đó. 3.000. Đó. Cũng là Alpha Taco. Ngoại hình ok nha mọi người.
đẹp nhá. Đó. Mô bin con lăn lăn nhanh nè, mô bin sống. Nồi kim loại. Đó. Rồi. Hoạt động ok nha anh em. Đó, hoạt động ok nha. Rồi, giá công khai của máy số 8, giá là 300 luôn nha mọi người. Đó, số 8 là 300 luôn. Tiếp theo máy số 9. Con máy số 9 vẫn là một con máy Alpha Taco. Đó. Đó, mô bên sóng bình thường, hoạt động ok. Đó, có dây bia theo máy luôn. Thì con máy này xây vẫn là 3.000, đó, về ba con giống nhau luôn. Hoạt động cũng ok luôn, không lỗi lầm gì hết. Đó, pha dính. Đó, có hỗ trợ ABS nha nè, máy này có hỗ trợ ABS nha. Đó. Để em xem bao nhiêu mặt đạn. Con này 5 mặt đạn nha nè, 5 mặt đạn. Mô bên sóng, máy cực ok. Rồi, giá công khai con máy số số 9 giao vẫn là 300 nha nè, 300 cộng chip. Tiếp theo máy số 10. Con số 10 lên trong người là một con Mamisa. À, dòng này của Bangladesh sản xuất nha nè, dòng Bangladesh sản xuất Nhật. Hoạt động ok nè, đó, không lỗi lầm. Đây, cái núm nó đây, đó. Nó bị vụt cái miếng cao su đây nha mọi người. Đó. Sao nó quậy cho anh em. Mô bên sống, lấy cước lại đây cước ok. Đó. Con số 10 này thì nó vẫn có ABS đầy đủ nha nè. Đó, ABS đầy đủ, phá là dính. Rồi, giá công khai con máy số 10, giá là 300 nha mọi người. Đó, số 10 300. Con này có xe tương đương tầm khoảng 2.000 gửi nha nè. Đó, cước 2 được 150m. Ngoại hình nó có xuất sắc, nồi kim loại hoạt động ok. Đó. Rồi, tiếp theo lên đây. À, tiếp theo con số 11. Con 11 bên cho người là một con dòng máy của Diamond. Thì con Diamond này thì một thương hiệu của Nhật. Nhưng mà nhà máy sản xuất ở Korea nha mọi người. Đây, đó. Đây, Diamond. Ngoại hình rất là ok nè, bao đẹp luôn đó. Nồi kim loại rất là sáng. Con này có xe tương đương đến 5.000 anh em, xe 5.000 của anh em câu cha chép câu lăn xe thoải mái nha. Đó, hoạt động ok mượt nè. Đó. Con này hỗ trợ là 4 mặt đạn nha mọi người, 4 mặt đạn. Ốc vít ok hết, rất là đẹp nha mọi người. Đó. Máy cước ok nè, con lăn đẹp nè. Đó. Thì con này cước số 5 được 150m, cước số 4 được 200m, cước số 3 được 250m. Đó. Rồi. Giá công khai con máy số 1 giá là 380 cộng ship như này. Đó, 380 cộng ship số 1. Tiếp theo số 12. Con số 12 vẫn quậy luôn. Đó. Đây, Diamond. Đó. Hàng Korea sản xuất. Đây mọi người. Đó. Ngoại hình đẹp nè. Đó. Con này có JBA đi theo nha mọi người. Đó, tặng JBA cho mọi người luôn. Máy cước ok. Đó. Ô bin số. À, 4 mặt đạn, ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Xe 5.000. Rồi. Giá vẫn là 380 cộng ship nha anh em. Đó, con số 12. 380 cộng ship. Tiếp theo con máy số 13. Con 13 em lên cho người là một dòng máy nội địa của Daiwa. Đó. Mô bin kêu rất là sướng nha. Đó. Thì con này là một con Daiwa. Để em xem Daiwa gì đây. Daiwa Long Cát nha anh em. Daiwa Long Cát. Thì con này có xe tương đương với xe 1.000 gửi nha nè. Đó, cước 1.5 được 150m, cước 2 được 100m. Thì con này về cho anh em chiên anh em câu tôm, câu hanh, cháp, vô máy nhỏ nhỏ câu, câu giải trí thôi. Nhưng mà được cái rất lợt nha nè. Nhông nó là nhông kép, nó chạy là chạy xuống á, không phải là... Hoạt động ok nè, đó. Mô bin sống nè, đó. Lấy cước ok nè, đó. Rồi, giá công khai máy số 13, giá là 300 nha nè. Tiếp theo máy số 14. Con máy số 14 vẫn là một con Daiwa Long Cát. Đây mọi người. Đó. Mô bên sóng nha. Đó, mà hàng battery. Đó. À, con 14 thì xây tương đương với tầm khoảng điểm xem xây xem. Con này giờ tầm khoảng 2.000 anh em, xây 2.000, bự đây cái. Hoạt động ok, đổ trái phải bình thường nha. Máy em bán đổ trái phải bình thường, mô bên sóng. Đó. Rồi, giá công khai số 14 giá vẫn là 300 nha anh em, 300 cộng ship. Bộ bên sống nha anh em, bộ bên sống. Lấy cước ok nè, đó. Tiếp theo mã số 15. Con 15 em bên cho người là một con Daiwa Long Cát luôn, đó. Thì con Daiwa Long Cát này xây lớn hơn một tí, bộ bên sống. Lấy cước ok. Đây, thông số nó đây,
Cước số 2 được 200m, cước số 3 được 150m. Con này sẽ tương đương với 3.000 anh em. Quay không kêu, quay xe 3.000. Đó. Hoạt động êm mượt nha. Khá là dính. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó, mô bên sóng. Hàng nội địa Nhật. Rồi, con số 15, giá công khai là 350k anh em, 350k số 15. Tiếp theo máy số 16. Con 16 lên cho người quẳng là một con đai qua đông cát. Ngoại hình còn ok, đó. Đây, con này xe lớn nha mọi người, bô bên sóng. Đấy, cực ok. Đó. Ta quay đảo trái phải bình thường nha mọi người. Thì con này có xe tương đương với 6.000 anh em, cước 6 được 150m, cước 5 được 200m. Ngoại hình tương đối sạch sẽ đẹp đẽ. Hoạt động ok anh em, hoạt động rất là ok. Không lỗi lầm gì hết. Quay ngược ok, quay tới ok. Lấy cước ok. Hàng nội địa Japan. Rồi, con số 16 giá công khai là 400 nha mọi người. Tiếp theo con số 17. Con 17 em lên trong người là một con Ryobi hàng Sinox. Thì dòng Ryobi này hoạt động rất là mượt luôn. Đó, hoạt động ok. Đó. Rất là ok luôn. Thì con này là nồi carbon, thân carbon. Bô bên sóng. Đó. Lấy cước ok. Đó. Thì con này có một lỗi duy nhất đây mọi người. Này, nó trả ngược là không được nha mọi người. Đó, trả ngược là không được. Thì nó chỉ quay tới thôi. Anh em chịu khó bật qua thì chịu làm được cho người. Vậy anh em làm lại thì ok. Đó. Thì con này dòng tua 1.5.1 hàng thời Patagin. Xây tương đương, con này xây tương đương với, để em tháo cái này ra xem. Xe tương đương với xe 4.000 anh em. Đó, cước 4 được 150m, cước 5 được 115m, 110m. Rồi, con 17 giá công khai 250k anh em. 250k. Giá khá là ok nha anh em. Hoạt động mượt nè, đó. Tiếp theo máy số 18. Con máy số 18 lên cho người là một con máy Alivio. Con Alivio này, con Alivio 2500. Thì máy có xuất sắc nè, đó. Máy xuất sắc nè. Dây cước ở trong nồi ok nha mọi người. Đó. Bộ bên sóng. Thì con này là dòng máy của Nhật nha mọi người. Đó. Calibrate đầy đủ nha anh em. Hoạt động ok em mượt nè, không lỗi lầm gì hết. Mượt như chữ mượt luôn, đó. Thì con này 2500, cước 2.5 đi được 150m anh em, cước 2 đi được 170m, cước 3 được 120m. Con này về anh em câu lăng xê, câu ISO, câu tôm, chà chép thoải mái nha, dòng này rất là rẻ luôn. Rồi, con máy số 18 giá là 350k cộng ship. Tiếp theo máy số 19. Con 19 em lên cho mời một con Mamisa. Đó. Dòng Mamisa là dòng cổ Bangladesh sản xuất xuất Nhật nha mọi người. Đó. Đây. Ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Đó. Con này thì sở hữu 6 mặt đạn nha, 6 mặt đạn. Có ABS đầy đủ nha anh em, ABS đầy đủ. Đó, bộ pin số nè, đó. Nồi ok nha. Ngoại hình đẹp nha anh em. Để em xem. Cốt thì ok, đó. Đây mọi người. Thì dòng này quay cực kỳ ok luôn nha mọi người. Đó. Dòng máy Misa, dạng dòng máy đời cao rồi. Hoạt động ok nha anh em, tay quay đầu nha. Tay quay rất là ok luôn. Hoạt động nè. Rất là đầm nha anh em. ABS nè, pha dính nha. Lấy cước ok, con lăn ok. Thì con này có xe tương đương qua tầm khoảng 3.000 gửi 3.000 anh em. Đó, cước 3 được 150m, cước 4 được 100m. Thì con máy số 19 giá là 450k cộng ship nha. Con này về câu lăng xê, cha chép, câu ISO, thanh cháp đều rất là ok nha. Anh em câu lua cũng được, câu lua dòng này ok. Đó, hoạt động rất là đầm luôn. Con số 19 450k cộng ship. Tiếp theo con máy số 20, con 20 quản vậy. 450k cộng ship Bangladesh Mamisa. Đó. Ngoại hình tương đối đẹp đẽ sạch sẽ. Vật động bao đầm. Tay quay đôi. Đó. Bộ pin sống nha. Ngoại hình sáng nha mọi người. Rất ok, 6 mặt đạn, ABS đầy đủ. Xe 3.000. Rồi, con 20 giá là 450k cộng ship luôn. Lên chỉnh đây. Ây da, ây da. Tiếp theo là con số 21. Con 21 bên đây cho người là một con máy Sinox.
Đó, Sinox này, Sinox là kim loại nha anh em. Đó. Thì con Sinox này có xe tương đương qua tầm khoảng 3.000. Đó. Cước pha được 150m, cước 4 được 100m. Ngoại hình ok nha anh em, ngoại hình ok, nạp kim loại. Con này anh em về câu lua là ngon lành, dạng đánh lua châu Âu. Máy này anh em về tập lua là ok, đó, câu hanh tráp, câu lăng xê đều ok hết. Dạng đa năng, dạng máy của Nhật, hoạt động rất là mượt nha anh em. Hình xếp bên nha. Đó. Rồi, con số 21 giá là 450k cộng ship nha mọi người. Sinox. Ngoại hình ok nha. Xước xác thì li ti thôi, chứ không có lỗi nhiều. Đó. Tiếp theo 22, con 22 vẫn là một con Sinox. Con Sinox này thì xe tương đương ra tầm khoảng 3.000 nha anh em, 3.000. Cước 3 được 150m, cước 4 được 100m. Đó. Rồi anh em câu lua, lăn xê. Thoải mái. Hoạt động ok nha mọi người. Đó. Bộ bên sóng. Rất là ok luôn. Hàng nội địa nha. Sinox hàng của Nhật. Japan. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 22 giá vẫn là 450k cộng ship. Tiếp theo máy số 23. Con 23 là một con Sinox 2.000 thì xe tương đương ra tầm 4.000. Đó. Cước 4 được 150m, cước 5 được 110m. Con này bự hơn hai con kia tí. Đó, con này anh em câu lăng xê, cha chép. Anh em muốn lùa bạo lực thì lấy nó đánh luôn, câu biển cũng được. Bộ bên sóng nha anh em. Đó, côn nó kêu nè. Đó. Con này 4 mặt đạn, dòng tua 1.5.2. Hàng vẫn là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đó. Hoạt động ok rồi. Đó. Tay quay là tay quay cán gỗ. Rồi, giá công khai số 23, giá là 408 cộng ship nha. Đó. 23 408. Tiếp theo con mã số 24. Con 24 là một con Sinox 3000 XT. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 5.000. Đó, cước 5 được 150m, cước 6 được 120m. Ngoại hình mới nha anh em, ngoại hình mới sạch sẽ. Đất không bị xước luôn. Đó. Con này mới nha mọi người. Đó. Con này quẩn hàng của Sepen. Batmerin, dòng tua là 1.4.4. Con số 24 giá là 500 anh em, 500 cộng ship máy 24. Hoạt động mượt nha mọi người, mượt mà luôn á. Để quay ngược cho. Quay ngược ok nè, đó. Lấy cước ok nha mọi người. Đó, hoạt động rất là mượt mà luôn. Rồi, con 24 giá là 500 cộng ship nha. Về câu lăn xê tra chép thoải mái. Tiếp theo con mã số con này là con mã số 25. Con 25 là con máy Daiwa Sprinter. Con này Daiwa Sprinter 4.000, xe tương đương ra tầm khoảng 6.000 anh em. Đó, cước 6 được 150m, cước 5 được 200m. Đây. Ngoại hình nó có xước xác nè, đó. Thì hàng xước xác thì báo anh em xước xác. Con này ok. Con này của hàng China xuất Nhật, đó. Tổng thể ok nha anh em. Thì con này về anh em câu tra chép lăn xê ok đó. Hoạt động nè rất là mượt nha mọi người đó. Không còn gì nói hơn chữ mượt nữa đó. Cũng bên sóng lấy cước ok, dặn ok. Rồi con máy số 25 giá là 350k cộng ship nha. Con máy số 26, con 26 lên cho người là một con máy của Shimano Otega. Ngoại hình nó xuất sắc thôi nhưng hoạt động nè rất là mượt mà luôn. Thì con này hàng của Sepen nha mọi người, hàng của Nhật. Thì con này Otega 3.000 thì cước 3 được 150m, cước 4 được 100m, cước 2 được 220m. Đó. Ngoại hình nó xuất sắc li ti nha mọi người. Đó. Con lăn ok nha. Một bên sóng. À, hoạt động mượt mà. Rồi. Giá công khai máy 26 giá là 800 cộng ship nha anh em. 800 cộng ship con 26. Tiếp theo 27, con 27 em lên cho người là một con máy của Daiwa. Đó, Daiwa đây. Đó, dòng đua chuột chứ nè, dòng đua chuột. Thì nó có tay còn nè, đó. Cái gầu gãy cước nè, đó. Đập. Và cộng ok mượt nha mọi người, đó. Thì con này xe tương gơ tập khoảng 2.000 thôi nha anh em, xe 2.000 thôi. Đó, hoạt động rất là ok luôn. Anh em về câu luôn được. Anh em về trả về đây cái đó ngay đây đó, trả về đây cái ngay đây nha.
ngang ngón tay của anh em luôn. Hoạt động ok nha anh em, im mượt nhá. Mua bên sóng. Rồi, hàng nội địa Sepen. Rồi, con 27 giá công khai là 350k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo 28. 28 lên cho người là một con máy Shimano BBX950 chạy 4 mặt đạn. Thì con này sở hữu mô bin là mô bin chết nha nè, mô bin chết. Máy tay cọ mô bin chết. Hoạt động ok nha mọi người. Đó. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó, quay ngược là bóp thắng. Đó. Các lô ok nha mọi người. Đó. Hàng Sepen. Rồi, con số 28 giá là 350k cộng ship như nè, 350k cộng ship mã số 28. Thì con này có sẽ tương đương ra tầm khoảng 5.000 anh em, đó, cước 5 cho được 150m. Hoạt động ok. Tiếp theo máy số 29. Con 29 em lên cho mọi người là một con máy của Shimano, hàng Sepen. Thì con này một con Shimano Beamaster. Đó, dạng đời cổ đó mọi người. Đó, Beamaster đời cổ đây. Hoạt động ok nha anh em. Đó, con này quay thấy vậy thôi nó chậu bò lắm, đánh rất là ok nha anh em. Đó, quay im mượt. Thì con này có dòng tua là 4.4.1. Sở hữu là 3 mặt đạn. Để em xem con này có xây bao nhiêu đây. Con này có xây ra tầm khoảng 6.000 anh em, cứ 6 được 180m, cứ 5 được 200m. Đó. Tổng thể ngoại hình thì có xước xác nhưng mà nồi nó thì đẹp. Đó, nồi nó không xước xác nhiều. Hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok. Rồi, giá con máy, công khai máy 29 giá là 500 cộng ship nè, 500 cộng ship con 29. Tiếp theo con 30. Con 30 em lên cho người là một con máy long ben, máy mô bin sống. Có nòng mô bin sống. Thì dòng này thì về cho anh em câu lục. Không thôi anh em câu giặt bờ biển. Đó. Hoạt động ok nha anh em. Hoạt động ok. Đó. Phá dính. Quay ngược ok nè. Đó. Đấy cước ok nha anh em. Thì con này có xe tương đương. Để xem. Con này có xe tương đương ra tầm khoảng 8.000 anh em. Cước 8 được 150m. Cước 7 vô được 170m. Cước 8 được. Cước 6 được 200m nha anh em. Ngoại hình tổng thể đây anh em. Có xuất sắc. Đây. Nó bị nổ sơn ở đây nè, nó tổng thể vậy ạ. Đây, đây cũng vậy. Mắc tem bên đây. Bên đây còn tem. Rồi, con này hàng nội địa. Rồi, con số 30 giá là 1 triệu cộng ship nha. 1 triệu cộng ship con máy số 30. Đó. Tiếp theo con máy 31 nha nè. Đó. Tiếp theo là như là con 31. Thì con 31 là cho người là một dòng máy của Abu. Đó. Đời máy này dạng tầm trung, khá là nổi tiếng nè mọi người. Đó, mô bin sống. Đẩy cước ok, hàng Abu nha mọi người. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng, để em xem thông số cước xem. Để là máy 3.000, cước 4 được 150m. Xe tương đương có 4.000 Shimano nha nè. 4.000 Shimano, hoạt động ok nha nè. ABS đầy đủ nè. Đó, hoạt động ok nha. Quay tới quay lùi ok nè. Đó. Thì đời máy này dạng tầm trung, câu khá là ok. Đó. Anh em có thể câu lua, lăn xe, tra chép thoải mái nha nè. Đó. Dòng tua 5.1.1. Rồi. Con số 31 giá là 450k cộng ship nè. 430k cộng ship con máy số 31. Tiếp theo máy số 32. Con 32 lên cho người một con máy Alex. Con này con Alex 2000 nha mọi người. Alex 2000, về anh em câu lua, hanh cháp thoải mái, câu dạng câu cảm giác, câu ISO. Thì con này sủ hai mặt đạn Alex, hàng của Malaysia xuất Nhật nha mọi người. Đó. Thì dòng máy này hoạt động mượt rất là mượt luôn. Đó. Mượt mượt mà luôn nha mọi người. Mô bin này, mô bin nó còn rất là mới đây. Đó. Mới bóng luôn. Con lăn ok nha nè. Đây, có tổng thể có xuất sắc li ti thôi nha mọi người. Lấy cước ok nè. Rồi. Con số 32 giá là 350k lộc. Con 32 650k cộng ship nè. 650k cộng ship con 32. Hoạt động ok nha. Tiếp theo máy số 33. Con 33 em lên cho người là một con máy Beamaster. Dòng này rất nhiều anh em săn nè. Thì con này con Beamaster 1000. Đây, có xước xác li ti nha. Đó.
tổng thể là li ti, xuất sắc li ti đó. Thì nồi vành nồi trên đây thì còn mới nha mọi người đó, ngon lành con lăn lăn ngon lành nè đó, test cho anh em xem luôn. Thì dòng máy của Sepen đó, nồi đẹp tay quay đôi đó. Con này về cho anh em câu lua, câu UL, câu hanh cháp iso, câu tôm, câu cá mè, dạng đến cảm giác thì khỏi chơi đó, hoạt động nè, không còn gì hơn chữ mực nữa, hai bếp đầy đủ nha đó, rất là mực nha nè đó, mũi bên sống nè đó, lấy cước ok nè đó. Thì con này số 1 thì cước số 1 được 130-150m, cước số 150 được 130m, cước số 2 được 200m nha mọi người. Rồi giá công khai con số 33, giá là 900 cộng ship nha nè, 900 cộng ship 33. Tiếp theo con 34, 34 là con Shimano Beamaster 3000 đó, một dòng máy hoạt động rất là mượt luôn, đời này rất là mượt nha nè, hoạt động ok nha, mô bên sống lấy cước ok. Đây nè, một bên sống nè đó, rồi còn ok anh em. Đây tổng thể xuất sắc đó, máy xuất sắc, bao anh em xuất sắc. Đây nó giống như cốc sơn anh em, không ảnh hưởng gì hoạt động của máy, hàng Sepen, hoạt động thì chỉ có nói là mực mà thôi đó. iPad phá dính nha nè. Thì đó, thì em bán hàng anh em về kiểm tra máy thoải mái nha đó, kiểm tra máy anh em đừng tháo ra giùm em được, rồi tháo ra kiểm tra xong thì báo máy hư trả em là em thua đó. Rồi con máy số 34 giá là 1,1 triệu, con này xe 3000, cước số 3 được 150m, cước số 2.5 được 180m, cước số 2 được 220m, cước số 4 thì được 100m nha mọi người. Rồi con 34 giá là 1,1 triệu cộng ship đó. Tiếp theo con máy số 32, con 32 lên cho mọi người là một con máy Alex 3000, để anh em về câu tôm, câu lăng xê, câu cha, câu chép, anh em cách tập lua lấy con này luôn đó. Mấy đời này lua là đánh cho bò khỏi chê, rất bạo lực luôn đó. Con lăng là lăng bằng đồng thao nè, quẳng lăng đây nè, tổng thể ngoại hình đây, đây cho bên đây cho cái gõ đây, nồi ở đây đó, nồi bị mối nhăn đi tê chút xíu nha mọi người đó. Thì bản máy soi kỹ cho anh em, xíu xác ở đây tí, bên đây tí, rồi như đây tí, rồi tổng thể ok. Con này của Malaysia xuất Nhật, máy Shimano Alex 3000 đó, thông số cước đây, hoạt động ok nha anh em, hoạt động ok không lỗi lầm nha đó, mô bên sóng lấy cước ok. Rồi con máy 35 giá là 700 cộng ship nha mọi người. Tiếp theo con máy 36, con 36 là một con Sinox, con Sinox XT. Thì con Sinox này ra 2000, xe tương đương với 2000 đó. Cước 2 được 150m, cước 2.5 được 120m, cước số 3 được 100m. Đây mọi người, đó. Sinox nha, rất là mới luôn, đó. Đất xước rất ít đây mọi người, đó. Con lăn ok nha. Tổng thể mới, tổng thể ngoại hình con này tầm khoảng 93% nha anh em, hàng của Malaysia xuất Nhật. Đó. Tổng thể đây. Đó. Con này về anh em câu lua là hết bài. Đó. Hoạt động rất là mượt anh em, đó, mượt mà nha. Đó. ABS đầy đủ nha anh em, phá là dính, pha dính nè. Không lỗi lầm gì hết. Rồi, con máy số 36 giá là 900 cộng ship nha mọi người. Đó, 900 cộng ship 36. Tiếp theo con 37. Con 37 là một con Daiwa Grace. Thì con Daiwa Grace này, con Daiwa Grace 2000 nha mọi người. Đó. Đây mọi người, thông số cước nó đây. Thì dây bia số 1 thì được 200m, bia 1.5 được 150m nha anh em. Đó. Ngoại hình tổng thể đẹp đẽ sạch sẽ mọi người. Đó. Thì con Daiwa Grace này, con Daiwa Grace đời cao, hàng của Việt Nam xuất Nhật cho anh em, hàng gỗ Việt Nam xuất Nhật. Thì con này em lấy từ thị trường Nhật về, giá mới nó ra tầm khoảng 1,5 triệu nha anh em, 1,3 triệu, hoạt động ok. Dưới cái gì kêu đây, đây nó dưới cái này, dưới cái tem này để em lấy ra xem. Dán vô đây đó, quay mượt mà nha anh em, quay cực kỳ mượt mà luôn. Thì con này về câu tôm, hanh cháp, câu lua thoải mái nha mọi người. Đó. Pha dính, iPad đầy đủ.
Rồi, giá công khai của máy số 37, giá là 700k cộng ship bên này, 700k cộng ship máy còn mới. Tiếp theo máy số 38. 38 lên cho 10 là một con CPA. Con CPA BB này là con CPA 2500X, DH nha anh em, DH là tay quay đôi. Hoạt động rất là mượt nha anh em, mượt mà. Tổng thể nè, tổng thể ngoại hình còn sạch sẽ nè, có xuất sắc đi tì đây. Đó. Còn lần xuất sắc đây. Đó. Con này của Malaysia xuất Nhật nha mọi người, Malaysia xuất Nhật. Thì thông số cước đây, cước bê 0.6 được 190m, bê 0.8 được 150m, bê số 1 được 120m nè, hàng có nọc đây. Trên đây nó có bị mẻ đi tì nè, đó. Còn bên đây ok. Thì cái này không ảnh hưởng cho anh em, dây nó dây sử vô phần ở bên trong. Đó, không ảnh hưởng gì hết. Nó bị mất thêm cái nấm gì đỏ bên đây. Đó. Thì máy sao thì em báo anh em về luôn. Đó, hoạt động thì bao mượt nha anh em, hoạt động thì bao mượt mà. Không lỡ làm gì hết. Rất là mượt luôn nè. Đó, để cho nó quay cho anh em xem. Thì con này của Malaysia xuất Nhật cho anh em. Rồi, giá công khai con máy số 38, giá là 1.500.000 cộng ship nha anh em, 1.500.000 cộng ship, giá cực kỳ bèo luôn. Đó. Tiếp theo con máy số 39, con 39 là một con máy Na Uy. Thì con này con máy Na Uy 4000 đó. Máy đời cao. Hoạt động rất là mượt đây, đó. Con này về anh em câu lăng xê cha chép thoải mái luôn, có thể câu lùa, đó. Hoạt động rất là mượt nha mọi người. Thì con số 4 này cứ con Na Uy 4000 này thì cước số 4 được 150m, cước số 5 được 110m. Thông số PE đây, đó. Ngoại hình tổng thể nè, đó. Thì con máy Na Uy thì dòng máy của Malaysia xuất Nhật anh em, tem lụa đầy đủ, có nút châm dầu, con lăn đồng thao, con lăn đỏ rõ ràng, bộ pin sống, đó, hoạt động đây, hoạt động thì mượt mà đây, không nó làm gì hết đây, đó, quay ngược, ok, quay tới, ok, lấy cước, ok, rồi, giá công khai con máy số 39, giá 1.200.000 cộng ship nha. Tiếp theo con máy số 40. Con 40 em lên cho người là một con QD. Thì con đại qua QD này thì thanh lý rồi. Đó. QD Sub Power. Thì con dòng máy này dòng máy hỗ trợ xả cước nhanh. Rồi, hỗ trợ xả cước nhanh nha anh em, dính nè. Đây, đó. Đây, một dòng này dính. Ngoại hình tổng thể xuất sắc đi. Đó. Xuất sắc anh em, máy cối nông. Con lăn lăn bình thường, đó, xuất sắc. Sub VD Thái Lan, của Thái Lan xuất nhập. Đó, hoạt động ok. Hoạt động ok anh em, mượt mà, hai nồi. Đó. Hàng có năm bộ pin sống. Thì một nồi thì cước bê số 5 á vô được 200m. Đây. Cước số 4 á vô được 150m, cước số 5 vô được 120m anh em. Đó. Đây hai nồi. Hai nồi nó giống nhau luôn. Đó. Đây thông số bia, bia 2.5 được 200m, bia xuống nè, bay được 150m nha. Rồi, con số 40 giá công khai, giá 1.500.000 cộng ship bên này. 1.500.000 cộng ship máy đánh lục hai nồi, đó, giá cực kỳ bèo. Tiếp theo là con máy số 41. Thì con máy 41 em đánh cho người là một con máy Ryobi, đó. Thì con này là thân carbon luôn nha, nồi carbon, máy đồ chuột đây, đó. Tiếng kêu cực kỳ ok nè, đó. Ngoại hình tổng thể là mới nha mọi người, đó. Ngoại hình tổng thể là mới. À, thì con này Ryobi, hàng này hàng của Hồng Kông nha anh em, hàng Hồng Kông, đây, hàng Hồng Kông nha. Thì hoạt động ok nè, đó. Hoạt động mượt mà ok, rất là mượt. Dòng máy nồi đồng có đá này thì đánh vô tư. Con này có sẽ tương đương 5.000 anh em, 5.000, hoạt động đây. Chích nhẹ cái quay khỏi bàn, hai mặt đạn, cước số 4 được 200m, cước số 5 được 160m, sẽ tương đương với tầm khoảng 5.000 anh em. Đó. Chất liệu carbon, hoạt hình ngoại hình thì tổng thể nhìn ok. Thì con số 41 giá công khai là 350k cộng ship nha. Tiếp theo con máy số 42. Đó, dòng máy này thì về bao nhiêu con thì hết bấy nhiêu. Được cái chiếc này về con này được hai nồi. Thì con này là một con Cyber Cbox No 1, hai mặt đạn. Đó, hàng nội địa. Thì con này được hai nồi nha anh em, hai nồi.
Thì một nồi có nong và một nồi có sâu. Đây, nó đây. Đó, nồi này còn rất là mới nha anh em. Đó. À, nó mắc cái tem trên đây. Đó. Tổng thể ngoại hình đây. Đó, ngoại hình còn rất là ok anh em. Xuất sắc đây li ti, được cái nó hai nồi. Chút xíu nó gớt này. Hoạt động ok anh em. Dòng này đánh bao lực thoải mái rồi. Đó, hai nồi thì anh em lưng phiên xây cứng. Đây, nồi cốt đây, cốt có nồi có nong đây, cực kỳ bự nha anh em. Đó. Thì anh em có thể hai nồi thì anh em tùy theo địa hình và địa điểm anh em đánh. Chỗ nào nước sâu không thôi, anh em có thể xây chuyển cước đánh thoải mái. Đó. Thì nồi có nong á thì em đọc công số cho. À, cước số 5 thì được 150m, cước số 6 được 120m. Thì nồi sâu á thì cước số 6 được 300 310. Cước số 7 được 255. Cước số 8 được 115. Đó. Thì nồi chứa nhiều cước hơn. Đó. Tùy theo chỗ mà anh em đánh. Rồi. Con máy này nó sẽ tương đương với 10.000. Rồi, giá công khai con máy số 42, giá là 850k cộng ship nhé. 850k cộng ship 42. Đây rồi. Tiếp theo con máy số 43. Con 43 em lên cho người là con máy đây qua Spot ST 3000. Ngoại hình trọng thể sáng. Đó, đứt gặp ở xuất sắc luôn. Đó, tay quay lên nè, tay quay còn mới nha. Hệ sập ben. Thì hoạt động ok nha anh em. Đó, dòng này dòng đánh bao lực, hoạt động ok. Ô bên sóng. Đó, đó. Không đã làm gì hết, đó. Rất là ok. Thì con này có xe tương đương với tầm 8.000 anh em. Đó, xe tương đương là tầm 8.000. Thì cước số 7 được 210m, cước số 8, cước số 6 thì được 250m nha anh em. Đó, anh em về đánh bầu lực cha, câu ba sa, câu ngát. À, dàn đánh lăn xe thì đánh lăn xe bạo lực thoải mái nha. Nồi đồng có đá. Rồi, con máy số 43 giá là 700 cộng ship nha. Tiếp theo máy số 44. Con 44 vẫn là một con nồi đồng có đá hàng của Shimano. Hiếm lắm mới về mấy con mới thế này. Đây. Cực kỳ mới anh em. Đó. Shimano ES 2000. À, hàng mới nha mọi người, hàng nội địa. Số 44 đây. Đó, thông số cước đây. À, nồi đây, xây nồi cho anh em xem. Còn mới luôn nha mọi người. Thì con này cước số 7 được 200m, cước số 6 được 220m. Con này sẽ tương đương với 7.000, 8.000, 7.000. Hoạt động ok êm mượt nha mọi người. Hoạt động ok êm mượt. Đó. Không đã làm gì hết. Hoạt động tới ok. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Cốt nó đây. Đó. Rồi, giá công khai máy số 44 giá là 700 cộng ship luôn nha anh em. 700 cộng ship con máy số 44. Tiếp theo con máy số 45. Con 45 là một con Daiwa Seabox ST 1000. Thì dòng Seabox này dòng cốt to nha mọi người. Con lăn bình thường nha anh em, sập ben. Đó. Hoạt động ok mượt nè. Đó. À, hoạt động mượt mà khỏi bàn. Vô bên sóng. Đó. Thì con này có xây tương đương ra tầm khoảng 6.000 anh em. Đó, cước 5 được 150m, cước 6 được 140m. Đó, về anh em câu tra thoải mái nha. À, rút cái nồi ra xem. Đó. Cốt đây. Hoạt động đây, đó, hoạt động khỏi bàn rồi. Đó. Mực mà nha. Rồi, con 45 giá là 700 cộng ship. Tiếp theo con 46. Con 46 là một con Shimano đuôi chuột hỗ trợ xả cước nhanh. Đó. Đây, chà bá luôn nha mọi người. Đó. Thì con này GT 6000, dạng này què cho anh em đánh bầu lực, đánh biển. À, săn hàng, câu đáy. Thì con này có 3 mặt đạn. Đó, hàng nội địa Sepen. Hoạt động ok anh em, hoạt động ok. Mượt mà không lỡ làm gì hết. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 11.000, 10.000. À, cước số 10 được 180m, cước số 10 được 185m, cước số 12 được 145m nha anh em. À. À, chất liệu liệu carbon, ngoại hình tổng thể đẹp đẽ nha anh em. Rất là đẹp luôn.
Đó, một bên là một bên sống đây, dẫn đôi chuột xả cước nhanh đầy đủ gích nè, đó dẫn qua đây đó, tùy theo địa hình mà anh em chỉnh đánh. Hoạt động thì ok mượt rồi, hoạt động thì không có gì phải bàn hết đó. Dòng này đánh trâu bò rồi. Rồi con máy số 46 giá là 1.1 triệu cộng ship nha. Tiếp theo máy số 47, có 47 nhiều anh em săn nè, đó là một con máy đai qua SS 3000 đó. Dòng đai qua SS 3000 thì nồi đồng có đá nha nè, đúng là nhông đồng thao nha. Đây đủ tem hết nha anh em, đủ tem hết, ngoại hình sạch sẽ đẹp đẽ nha mọi người, ngoại hình sạch sẽ đẹp đẽ đó. Đất xước ít hàng xếp bên đây, nồi ở đây, đây ở trong nó bị mối nhăn một tí chỗ này đó. Tổng thể ở trong thì ok nha mọi người, ngoài quăng đầy đủ hết, tem đầy đủ hết, hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok em mượt nha đó. Có tắt tiếng kêu đó, tắt tiếng kêu liền đó. Thì con này có xài tương đương 8.000 anh em, cước số 7 được 210m, cước số 6 được 260m, xài đương 8.000, 7.000 đó. Về anh em cầu bạo lực để sưu tầm. Rồi giá công khai con máy số 417 giá là 1.4 triệu cộng ship anh em, 1.4 triệu cộng ship máy số 47. Tiếp theo máy số 48, con 48 lên cho mọi người một con đai qua, một con Shimano GT 7000 đó. Thì con này có 3 cối nha anh em, 3 cối đây đó. Thì cối này có tiếp 5, thì cước số 5 được 150m, cước số 5 được 200m nha mọi người đó. Cối này có tiếp 8 nha anh em, tùy cối và thông số khác nhau. Thì cối số 8 là cước số 8 được 200m. Hai cối mô bên sống và một cối mô bên chết nha mọi người. Đó, cối mô bên chết này thì cho anh em câu cá nhỏ thôi, anh em cạo cá. Đó. Thông số đây, đó. Ngoài động ok nha mọi người. Và cộng ok. Con lăn nó đây, đó, lăn bằng thau nha anh em. Đó, lăn bằng đá nha. Đó. Và cộng ok nha anh em. Pha dính hoạt động lui ok. Thì con này về cho anh em câu giặt bờ biển, câu lục đó, thoải mái. Một bên sống nha nè, có nông một bên sống, lấy cước ok nha mọi người đó. Rồi giá công khai con máy số số mấy ta, để em xem. Con này con số 48 đó, giá là 1.4 triệu cộng ship nha nè, 1.4 triệu cộng ship con máy số 48. Tiếp theo con máy số 49, con 49 em lên cho người một con máy tay qua emblem. Con này một con đem qua emblem 5000, một bên sống, để quay lên đây đó, có nông một bên sống. Ngoại hình tổng thể nhìn khá là ok nè, xuất sắc đây tí, bên đây một tí nữa đó. Đất trước nè mọi người đó, hàng xếp bên một bên sống, con lăn ok, hoạt động ok nha nè, hoạt động ok đó. Chống ô, chống gói cước, hoạt động đầy đủ nha nè đó. Thì con này cước số 6 được 300m, cước số 7 được 250m, cước số 8 được 200m, cước số 10 được 150m. Con này xe tương đương với 10.000 nha nè, 10.000. Con này về anh em đánh lục, đánh giặt bờ biển thoải mái nha đó. Dòng này bao trâu bò. Rồi con máy 49 giá là 1 triệu cộng ship nha. Tiếp theo con máy là máy số 50. Tiếp theo là máy số 50 nha anh em. Con 50 là một con máy đai qua emblem 5000 XT, 5000 T. Thì con này xây tương đương cũng 10.000 nha mọi người. Đó, 10.000. Đó. Cước số 10 được 150m, cước số 8 được 200m. Ngoại hình đây anh em, ngoại hình nó có xuất sắc nha. Đó, máy xuất sắc thì bảo xuất sắc, mô bên sống không đổ cháy nha. Hàng xếp bên nội địa. Con này về câu lục đánh giặc bờ biển thoải mái rồi đó, khỏi con gì bằng một bên sống nha, hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok nha đó. Về đánh bao lực, dạng này nó bao lực khỏi chơi đó. Đây quay tí gối cước nè, gà cước nè, em quên phá cước lại
Rồi, giá công khai con máy số 50, giá là 1 triệu luôn nha mọi người. Tiếp theo lên đây, lên dạng máy đề cao. Tiếp theo con 51 nha anh em. Đó. Thì con 51 lên cho người là một con Sinox. Thì con Sinox này là con Sinox XT6000. Thì được mấy anh Nhật tẩy cái tem nó bọt mắt này nè, đó. Thì nồi còn rất là mới luôn anh em. Bao mới nha mọi người. Đó. Hàng của Malaysia xuất Nhật, ngoại hình nhìn tổng thể ok anh em. Hàng Bapperin, có ABS đầy đủ. Đó, dòng này về anh em câu cha chép đánh đăng xe bạo lực thoải mái, dạng câu biển Lugan. Đánh lục thì ok, đó, hoạt động rất là mượt nha anh em. Hoạt động mượt mà, đó. Không còn gì mượt hơn. Pha dính mô bên sống. ABS đầy đủ như này. Đây cước ok nè, đó. Mô bên sống như này, đó. Rồi, con Anox 6000 á thì cước số 6 được 150 m nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 51, giá là 1.500.000 nha anh em, 1.551. Tiếp theo là con 52. Con 52 là một con Anox 8000. Con này còn full hợp nha anh em, full hợp. Sách hướng dẫn đây, full hợp sách hướng dẫn của nó luôn. Đó. Thì con này thì dòng tua là 4.4.1. Nặng là 570 g. Đây nè, cứ số 5 được 250 m, cứ số 6 được 200 m, cứ số 8 được 150 m. Mã có đầy đủ. Thì con này vẫn của Malaysia xuất Nhật. Được cái ngoại hình tổng thể rất là mới luôn. Con này nó dạng hàng trưng bày thôi. Đó. Đây, thấy em trong đây luôn. Đít không bị xước luôn nè, đó. Tổng thể mới nha mọi người. Nồi thì bao mới rồi, đó, không cần gì phải bàn. Rất là mới luôn, hàng Malaysia xuất Nhật. Thì anh em đam mê sưu tầm Anox này thì lấy này, đó. Tay quay tròn, nấm độ, nấm này nấm zin của nó nha, nấm zin Shimano. Hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok mượt, không đỡ làm gì hết, hàng trưng bày mà, đó, quay ngược ok và tới ok, đó, pha dính. Con này rất là mới nha mọi người, rồi. Con máy số 20, con máy 52 giá công khai là 1.8 triệu cộng ship nè, 1.8 triệu cộng ship. Con máy số 53. Con 53 em lên cho mọi người là một con máy Daiwa. Con Daiwa Shigate nha anh em, con Daiwa Shigate. Thì con này Daiwa Shigate 4500. Xây tương đương với tầm khoảng 8000 nha anh em. Xây tương đương với tầm khoảng 8000. Khá là bự. So với con máy Shimano 8000 nó bự tương đương nha mọi người. Thì con Shigate này thì bia nó đánh bia nha mọi người. Bia số 4 mới được 300 m, bia số 3 được 400 m nha anh em. Đó. Hàng khá bạo lực. Con này về cho anh em câu dứt điển nè. Câu cha đó, đánh bạo lực rồi. Săn hàng. Hoạt động ok anh em, hoạt động ok êm mượt. Không lỡ làm gì hết. ABS đầy đủ nha nè, pha dính. Tay quay nè, đó. Cốt là cốt to. Đó. Đây mọi người, đó. Hoạt động ok nè, không phải lầm. Rồi, giá công khai con máy số 53, con máy là 2.2 triệu nha nè, 2.2 triệu 53. Tiếp theo 54. 54 là một con Ferrox. Dòng Ferrox đời cao. Đó. Hoạt động ok mượt nha anh em. Tay quay là tay quay cốt dặn nha anh em. Thì con Ferrox này có chống đổ nè. Đó. Đây, ngoại hình nó xuất sắc nha mọi người. Đó. Con này về cho anh em câu cha chép lăn xe đánh dứt biển. Tại vì nó có SW, hàng kháng mặn, kháng nước. Đó. Xuất sắc này li ti nha mọi người. Đó. Thì con này cước số 6. Chứ được 150 m nha anh em, xây 6000 Shimano. Đây nè, thông số cước đây. Đó. Thì bê số 3 được 300 m nè, bê số 3 được 300 m. Hoạt động ok nha anh em, hoạt động ok êm mượt nè, đó, không đỡ làm gì hết. ABS khá là dính. Chậm chiếc tay quay lại cho. Đó. Đó, khá là dính. Hoạt động ok nha mọi người. Tay quay cốt.
đây mọi người, nấm ở đây. Đó. Dạng này em chưa vệ sinh em, giờ anh em vệ sinh lại giúp em. Đó. Rồi, con máy số 54, giá là 1.6 cộng ship nha, 1.6 cộng ship 54. Tiếp theo con máy số 55 em lên cho người là một con máy Utega. Đó. Thì con máy Utega này 6.000 BG. Dạng BG dòng tô khoảng 5.4 nha nè, 4.6 nha mọi người, dòng tô 4.6. Thì cước số 6 được 170m, cước số 5 được 210m. Dòng này về cho anh em dứt điển câu bạo lực. Đó, câu cha chép đăng xe. Hạn đánh bạo lực rồi. Đó. Thì con này của Malaysia xuất Nhật anh em, Malaysia xuất Nhật. Đó, tay quay ok anh em. Đó. Đây. Dạng nó phá cốp luôn nè mọi người. Đó, tay quay cốp dặn nha. Đó. Hoạt động ok, không lỗi lầm gì hết nha mọi người. Rồi, con số 55, giá 2 triệu nha anh em, 55 2 triệu, có nút châm dầu luôn. Đó. Tiếp theo 56. 56 em lên cho người là một con máy Shimano Utega C5000. Dòng C5000 là dòng body nha mọi người. Thì C5000 thì nó có body nhỏ như 4000 thôi. Đó, nhưng mà thông số kỹ thuật của nó là của 5000. Ngoài hình tổng thể anh em, xuất sắc anh em. Đó. Xuất sắc đi tí. Xíu cái này tí, con lăn vẫn lăn bình thường nha, hoạt động ok nha. Đây, xíu cái này tí nha mọi người. Đó. Bộ pin sống. Nồi thì bao đẹp nha anh em. Nồi thì đẹp. Đó. Hoạt động lên anh em. Rất là mượt luôn. Đó. Cực kỳ mượt mà luôn. Đó. Im thì thầm luôn. Đó. Rất là mượt nha anh em. Hoạt động bao mượt rồi. ABS phá đầy đủ. Lôi ok. Thì con này nội địa nha nè, xếp bên. Con này thì thông số cước thì cước số 5 được 150m, cước số 4 được 190m. Rồi, con 56 giá công khai là 2.4 nha nè, 2.4 con 56. Hoạt động mượt nha, rất là mượt luôn. Tiếp theo con 57, 57 là một con máy Shimano Beamaster 3000, hai nồi nha nè. Thì con này là một con hàng nội địa, xếp bên. Đó. Thì dòng hai nồi này thì tùy địa hình địa điểm anh em đánh, anh em có thể đem hai xe cước và anh em xe cua. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Thì thông số thì xe 3000 thì cước số 3 được 150m, cước số 4 thì được 110m. Đây, nồi này thì nó bị tẩy thông số rồi. Đó, nhưng mà đó. Đây ngoại hình đây anh em. Đó. Đây xước sát ở đây đi tìm một tí nè. Đó. Trên đây xước một tí nữa, bên đây thì ok, hàng nội địa xếp bên. Đó. Hoạt động thì bao mượt rồi. Đó. Bao mượt mà lỗi lầm nhanh em. Đó. Quay ngược ok. Đó. Pha dính nè. Đó. Rất là mượt. Con này anh em có thể câu lục cũng được, câu lục, câu gần, săn hàng. Đó. Đánh lóc thiệt, đánh lóc luôn mọi thiệt. Rồi, con máy số 57 giá là 2.7 nha anh em. 27. Hai nồi. Tiếp theo con máy số 58. Con 58 lên trong người là một con máy Shimano Beamaster 4000. Thì con 4000 thì cước số 4 thì được 150m anh em. Đó, nồi nó cũng bị bay thông số rồi. Đó, đây nó xuất sắc ở đây tí nè, đó. Tổng thể xuất sắc nha anh em. Đó, xuất sắc. Thì con 4000 này là của Malaysia nha mọi người, Malaysia xuất Nhật. Đó. Hoạt động thì ok mượt rồi, đó. Không lỗi lầm hết. Đây nè, lỗi của nó đây. Máy lỗi đây, đó, cái lưỡi gà ở trong nó bị gãy rồi, nè, quay nồi nó không kêu nè, đó. Đó, quay nồi không kêu nha em. Rồi, con máy số 58. Giá công khai là 1.7 nha. Đó anh em nào đánh máy thì lấy con này đánh êm mượt ngon lành. Đó, giá lại rất là bèo. Đó. Dạng đánh biển lấy con này đánh vô tư. Đó. Rất là mượt luôn. Bao mượt cho anh em. Con này bao mượt mà. Rồi. Con 58 giá 1.7. Tiếp theo qua đây. Con máy số 59. Con 59 em lên cho người là một con AC Season. Thì con này full hợp cho anh em. Con này SWBG full hợp. Trọng tô là 4.7.1. Đó. Nặng là 580g. Đây, thông số đây. Cước số 6 được 160m, cước số 5 được 190m. Đó, bè đầy đủ.
Thì con này full phụ kiện anh em, túi xách đầy đủ, lông đền đầy đủ nha. Đó, lông đền đầy đủ nha. Đó, con này dạng hàng trưng bày rất là mới luôn đây mọi người. Đó, tay quay đây, dạng không xước luôn. Đó, rất là mới luôn nha mọi người. Đó, đợt trước em cũng về mấy con mà không có hợp, con lăn lăn bình thường. Đó, đất thông xước xác luôn nè. Đó, dạng trưng bày hàng rất là mới luôn. Hoạt động thì khỏi bàn, hoạt động êm mượt. Còn miếng bao đây nữa nè, đây nè. Đó, rất là mượt nè, hoạt động bao mượt, ABS đầy đủ như nè, phá dính phá dính. Đây, phá dính phá dính nha. Rồi, con này quẹ anh em câu dít, câu biển, câu xin gì, săn hàng, câu cha chép, câu cha thịt, thoải mái. Rồi, con 59 giá là 2.6 anh em, 59 2.6. Tiếp em lên cho người là con 60. Thì con số 60 em lên cho người là một con Daiwa XS, Daiwa 7500 XS. Thì con này dụng tua là 4.6.1, hàng của xuất này nha, hàng của Mỹ. Đó. Thì con này đổi cốt trái phải bình thường, ngoại hình tổng thể còn rất là ok anh em. Đây, xước chỗ này tí. Nồi thì bao mới rồi. Đó. Thì con này hai nồi nha anh em. Con lăn lăn bình thường nha. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ luôn, đó, sáng bóng. Đặt mới nha anh em. Thì con này hai nồi, đó. Nồi này thì nó có bị xước một tí, nó bị mối ăn tí này, đó. Tổng thể thì hai nồi thì anh em si cua đánh vô tư, và tổng ok nha mọi người. Xịt lại, và tổng ok ha, đó. Và tổng ok, không lỡ làm hết. Quay tới ok, quay lui ok, phá âm ok nha anh em, đó. Thì dòng này về anh em cạo cá thoải mái nha, săn hàng cạo cá mua viên sống. Đó, thì con này xây tương đương tầm khoảng 10.000 nha mọi người, 10.000 mười mấy ngàn luôn á. Đây, nó so với con Shimano 8.000 thì con Shimano 8.000 quá nhỏ so với nó, rất là bự nha mọi người, hàng xuất này. Rồi, giá công khai con máy số 60, giá là 2.9 nha nè, 2.9 một con máy săn hàng. Tiếp theo qua đây, qua đây em lên cho người là một dàn máy lua, con số 61. Con 61 lên cho người là một con máy Daiwa Lubias. Thì con này là 2506, con này full sách full hộp nha nè, full sách full hộp full phụ kiện luôn. Đó, túi nó mất tiêu, túi em để ngoài rồi. Đó, có túi luôn nha mọi người, con này có túi luôn. Thì con này dòng tua là 4.9.1. Đó. Thì nặng là 215 g, 6 mặt đạn. Thì đây thông số đó mọi người. Dây bia, JBA 0.8 được 140 m, bia số 1 thì được 100 m nha mọi người, 110 m. Thì hàng spin nha mọi người. Đó. Dạng này dạng dùng lướt thôi nha anh em. Đó, còn rất là mới luôn. Đây, Louis. Thông số hình spin nha mọi người, hàng nội địa. Cốt vẫn là cốt to. Đó, tích nó ít xước đây. Đó, hàng rất là mới luôn. Con này về cho anh em đi chiên cho anh em đi lua. Đó, dạng lua suối cũng được. Đó, dạng này cầm rất là nhẹ tay nha anh em, hoạt động này mượt mà rồi. Đó, không còn gì phải bàn nữa. Pha dính ABS đầy đủ nha mọi người. Đó, tiếng nhận côn nghe cũng rất là đã tai nha. Đây, đó, cốt nó đây nè. Đó, hoạt động êm mượt nha mọi người. Đó, đây con máy số 61, giá là 2.8 nha. Tiếp theo con máy số 62. Con 62 em lên cho người một dòng đây qua kit custom, dòng hàng này hàng phiên bản giới hạn rất là hiếm luôn. Đó, ít, lâu lâu mới về một con. Đây, con này em về là một con tay quay đôi. Thì con đây qua kit custom này thì còn 2508 nha anh em, 2508. Thì dây BA số 1 á giờ được 200 m. Đó.
Vía số 2 ra tầm khoảng 100m nha anh em. Đó, hoạt động thì ok em mượt rồi, không lỗi lầm hết, rất là mượt luôn. Đó, bao mượt nha anh em. Mô pin là mô pin sống đây. Đó. Lấy cước là lấy cước ok nè. Đó. Thì đít nó lớp lớp nhôm đó nè, nó hay bị dễ bị chạy nè, nó bị chạy li ti nhỏ thôi nha. Phần còn lại ok nha mọi người. Đó. Cốt vẫn là cốt to, ABS đầy đủ. Hoạt động thì bao mượt. Đó. Đó, hoạt động thì bao mượt mà nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 62, giá là 2,7 triệu. Tiếp theo con máy số 63. 63 em lên cho người là con Gadis Gadia. Thì dòng Gadia dòng giống như phiên bản nâng cấp của kit nha mọi người. Đó. Lấy cước ok, còn lăn ok, hàng sạch bên. Đây qua nha mọi người, hàng đây qua. Đây, đó. Thì con này em tặng JBL đi theo máy cho anh em luôn. Đó. Thì con này có xây tương đương là 3.000 nha anh em. Đó. Dây bia số 1.5 á được 200m. Dây số 2 được 200m, số 3 được 150m, xây tương đương với 3.000. Thì hoạt động ok em mượt nè, đó. Con này dạng bản nâng cấp của kit, đó, ốc ok cho nha mọi người. Đây. Tay quay nó có thể gặp lại. Đó, và đây là dạng tay quay cốt nha nè, nó tay quay cốt. Đây, đó. Tại sao nó là bản nâng cấp của kit đó mọi người. Đó, dạng tay quay từ cao. Ừ. Rất là ok rồi nha. Đây. ABS đầy đủ hoạt động. Em mực anh em, ABS đầy đủ. Đó, dạng này về anh em đánh lốc thì thoải mái, đánh lốc, đánh chẽm, câu lua, săn hàng, đó, rất là ok luôn. Đó, dòng này rất là lực luôn. Đó, dạng nâng cấp mà. Đó. Cốt to, đó. Rất là ok anh em. Rồi. Con máy số 63 giá là 2,4 triệu nha anh em. 2,4 triệu con máy 63. Rất là ok. Con máy Gadia. Tiếp theo qua đây là nguyên dạng Shimano. Đó. Con máy số 64. 64 em lên cho người là một con máy Shimano Aurita. Con Aurita này thì BB nha mọi người. Đó, dòng Shimano BB. Thì nồi này nồi 2500 anh em. Đó. Hoạt động ok nè, im mượt nè, đó. Rất là mượt nha anh em. Đó. Đây mọi người, đó. Máy thì là máy C3000. C3000 thì máy bao đây, đó, nó có thể thích hợp giữa nồi 2500 và nồi C3000 thì được. Đó. Thì máy về sau thì em nào báo anh em vậy thôi. À, con này bốn mặt đạn hỗ trợ xả cước nhanh. Đây. Hỗ trợ cả sức nhanh đầy đủ nha anh em. Gít thân nè, đó. Gít qua đây, đó. Thì con này về cho anh em câu lăn xe, chép, cha, anh em có thể lấy đi luôn cũng được. Hoạt động rất là mượt nha anh em. Dòng tô con này là 5 chấm nha mọi người, dòng tô 5 chấm. Đó. Thì con này cước 2.5 được 150m, cước số 3 được 120m nha anh em. Rồi. Con máy số 64 giá là 1,5 triệu nha anh em, giá 1,5 triệu. Con máy số 65 vẫn là một con Aura BB 2500. Thì máy vẫn là 2500, hàng Malaysia. Mô pin vẫn là mô pin sống đôi chuột, có hỗ trợ sạc cực nhanh. Thì dòng này về anh em câu chép rất là thích luôn. Hoạt động thì im thì thầm, im không có tiếng nghe gì luôn. Hoạt động rất là mượt anh em. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha. Đó. Đảo trái phải hỗ trợ ABS đầy đủ. Hoạt động thì bao mượt rồi. Đó. Mô pin là mô pin sống, hỗ trợ xả cực nhanh. Thân con này sơn rất là đẹp nha anh em, nó dạng sơn kim tuyến than á mọi người, nó chiếu. Đó. Thì con này cước số 2.5 vô được 150m, cước số 3 được 300, cước số 3 được 125-120m nha anh em. Đó. Đó. Ngoại hình con này tổng thể rất là mới luôn. Đó. Mới hơn con kia. Đó. Thì con số 56 á, con số 65 á, giá công khai là 1,6 triệu nha nè, 1,6 triệu và rộng rất là mượt. Tiếp theo con máy số 66,
Con máy 66 thì một con máy full hợp đó. Aorita BB Shimano đó. Full hợp cho nên full hợp sách. Thì con này dòng tua là 6.2.1 vì con này dòng HG đó, dòng tua nhanh C3000. Dòng máy body anh em thông số nó đây. Đó, thì nó nặng là 265g, 3 mặt đạn. Thì dòng số body thì cước số 3 được 150m nha mọi người. Cước số 3 được 150m, số 4 như được 100m. Full sách phụ kiện đầy đủ nha mọi người. Đó. Ốc vít gì từ lum hết trơn luôn. Ốc vít tay quay gì từ lum trơn luôn. Đó. Đầy đủ phụ kiện nha anh em. Đó. Dòng máy còn rất là mới nha, rất là mới luôn, mô phim sống nè, đó, hậu xạ cực nhanh nè, đó, gạt qua đây cứng ngắt, đó, máy đẹp nha mọi người, máy con này cực kỳ đẹp luôn, đó, đẹp hơn hai con kia, hoạt động thì bao lỗi là rất là mượt rồi, đó. Con này về anh em câu chép, câu lăn xe thoải mái nha. Đó, anh em có thể lấy đi luôn cũng được, rất là ok luôn. Rồi, giá công khai con máy số 66, giá công khai là 1.8 nha anh em. 1.8 con máy 66 nha. Tiếp theo con máy số 67. Con máy số 67 em lên cho người là một con máy AC Season. Con này SW4000, dòng kháng muối. Đó, hoạt động ok em mượt nè, đó, không lỗi lầm gì hết. Thì con này thông số cước á, cước số 4 như được 150m, cước số 5 được 125m, cước 3.5 như được 170m. Đây, dòng Asia Season. Dòng này của Malaysia xuất Nhật cho anh em. Đó. Dòng SW, dòng kháng biển, kháng muối. Nấm tay quay tròn. Đó, tay quay cốt nha mọi người. Đó, tay quay cốt. Dòng này được cao rồi. Thì dòng này em bán cũng khá là nhiều. Đó. Anh em đánh phản hồi cũng rất là ok. Đây, nó bị xước cái này một tí nè, nó chốc sơn nha anh em. Dây vô cũng bình thường nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Hoạt động thì bao mượt mà nha mọi người, hoạt động thì bao mượt mà. Đó. Rồi, con máy số 67, giá là 2 triệu anh em, 2 triệu cộng ship máy số 67. Đó, pha bếp đầy đủ nha anh em, pha dính. Rồi, 67 2 triệu cộng ship. Tiếp theo là con máy số 68, con 68 lên cho mọi người là một con máy Shimano B-Master C3000. Thì con này dòng tua 5.0.1, nặng là 260g, 5 mặt đạn. Đây anh em, C3000, máy body. Máy tương đương 2.000 thôi. Đó. Thì con này cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m, cước số 2.5 được 180m. Thì con này có phụ kiện đầy đủ nha anh em. Đây, túi nó đây, đó, túi Shimano. Đó. Sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn có tay quay độ. Đó. Tay quay zin. Đó. Lông đền. Rồi sách hướng dẫn cái nữa. Đây nè, đó. Đây, máy đây. Đó. Đây nè, tay quay được tay quay độ nha anh em, đó. Tay quay độ nó còn sách luôn, đó. Chiều nhẹ nó quay nè, đó. Rất là mượt nha anh em. Đó, rất là ok luôn, tay quay nó đây, đó. Thì đời này đời 2008, đời cuối cùng của Shimano sản xuất ở Nhật nha nè. Đó. Dòng xe 3000, ngoại hình đây nè. Đây, xuất sắc đây mày một cái. Tổng thể thì ok hết nha anh em. Đó. Tổng thể thì đẹp nha mọi người. Đó. Dòng của Japan nha mọi người, dòng máy của Japan. Xước cái này một tí. Đó. Máy thì hoạt động mượt mà rồi, tay quay độ phụ kiện đầy đủ hết. Để quay cầm vô góc là mướt nè, hoạt động rất là mượt nha nè, hoạt động mượt mà luôn, dạng siêu mượt mà luôn. Đó. Em là em thì thầm luôn. À, phá bếp phá là dính, phá là dính nha. Đó. Đây ngược ok nè, nút châm dầu đầy đủ nha nè. Đó. Tổng thể con này đẹp nha mọi người. Đó, đẹp, sách hướng dẫn phụ kiện đầy đủ. Rồi, con số 68, giá công khai là 2.8 nha anh em. Đó. Rồi, đó tổng cộng là 68 máy đem lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào chốt đem soạn để em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Đó.
Đó, em quay clip thì có lúc nó lật bật bật á, anh em thông cảm bỏ qua giúp em nha. Rồi, cảm ơn anh em.